Thì thưa với các bạn là đây chính là cái PRF này. Và bây giờ tôi sẽ lấy cái pipette này này. Tôi lấy hết toàn bộ cái sơ này ra này. Tôi lấy toàn bộ cái sơ này ra này. Nên các bạn có thể theo dõi, đây là một cái trường hợp mà nó xảy ra sự cố này trong quá trình mà cái mình để đây cho anh. Mình garo cái tĩnh mạch của khách hàng ấy, mà cái máu tĩnh mạch nó lên rất là chậm, và thứ hai là mình lấy bằng cái bơm tiêm 20 mà nó lâu, tức là cái áp lực trong máu rất là thấp, nó lâu dẫn đến là cái việc là cái tiểu cầu sau khi mình quay lần tiên nó đã bị đông như này rồi, nó đã bị đông cái phần huyết tương lại như này nhỉ. Bình thường thì nó sẽ vẫn là lỏng đúng không, chảy xuống, nhưng bây giờ nó sẽ đông luôn thành giống như cái dạng thạch như này rồi đấy. Thì có nghĩa là trong cái trường hợp này thì mình sẽ phải hủy hai cái ống này đi, và mình sẽ không thể nào mà dùng tiếp được nữa, bởi vì cái tiểu cầu tất cả nó kích hoạt hết rồi. Mình không thể tách được riêng cái tiểu cầu ra để một lát nữa để hoạt hóa nó giải phóng ra yếu tố tăng trưởng nữa. Đấy. Và một số bạn bây giờ ở trên thị trường người ta đang nói là cái phương pháp PRF ấy. PRF mà các bạn ấy nói là thế hệ thứ hai rồi, thì PRF tốt hơn cái PRP ấy. Thì thưa với các bạn là đây chính là cái PRF này. Và bây giờ tôi sẽ lấy cái pipette này này. Tôi lấy hết toàn bộ cái sơ này ra này. Tôi lấy toàn bộ cái sơ này ra này. Nó dính lại đây. Đây. Thì đây chính là cái PRF của các bạn này. Và trong nha khoa ấy, trong một số trường hợp người ta nhổ răng hay là bị khuyết xương ổ răng ấy, thì người ta sẽ lấy trực tiếp cái này, người ta đặt vào cái khuyết ổ răng ấy và người ta khâu lại. Thì cái chính những cái thành phần này, cái mạng fibrin này, nó chứa cái tiểu cầu bên trong cũng như chất tăng trưởng, thì nó sẽ hỗ trợ hồi phục cái vết thương ổ răng nhanh hơn nhá. Đây là PRF. Và các bạn thấy không, cái quy trình nó khác hoàn toàn, cũng như là cái quá trình nó hình thành cái PRF nó đơn giản hơn rất là nhiều, và nó sẽ không tách được hoàn toàn tiểu cầu cũng như là yếu tố tăng trưởng ra đâu. Nên vậy là cái PRF ấy, nó không phải là một cái phương pháp gì mà thế hệ 2 hay là tốt hơn PRP. Cái PRP vẫn là một cái phương pháp tốt nhất để xử lý trong da liễu, trong trẻ hóa da hay là trong điều trị sẹo lõm nha. Vậy là các bạn đã có câu trả lời nha. Trường hợp này là một trường hợp sự cố xảy ra và mình đã lường trước được rồi. Tuy nhiên là mình sẽ quay lại cái này để cho các bạn thấy là cái nào là PRF. Và đây cũng là một cái lỗi rất hay gặp trong những trường hợp mà các bạn làm kiểm soát nhiệt, làm cái quy trình tách PRP quyển sát nhiệt, nếu mà nó không thành thạo, hay là lấy máu nó lâu quá, hay là để cho cái nhiệt độ của cái bơm tiêm 20ml lấy máu ấy, nhiệt độ nó tăng cao rồi mình mới lấy, thì nó rất dễ bị như thế này. Ok. Rồi.